Chào mừng quý vị đang đến với kênh VN Youtuber Thưa quý vị, một tin tức của mạng tìm kiếm Baidu ở Trung Quốc gần đây có bài viết với tựa đề Rắn chuột cùng hang, Ấn Độ tặng đại lễ cho Việt Nam, lòng dạ hiểm ác Bài viết nói như sau Gần đây có cơ quan truyền thông đưa tin rằng Ấn Độ tuyên bố sẽ tặng một tàu hộ vệ cho Việt Nam tăng cường hợp tác hai nước trong lĩnh vực quốc phòng Truyền thông dự đoán hành động này của Ấn Độ là muốn dùng để đối kháng Trung Quốc ở Biển Đông bộ trưởng quốc phòng ấn độ và bộ trưởng quốc phòng việt nam trong hội đàm ở new delhi đã thảo luận về các hợp tác hai bên trong lĩnh vực quốc phòng khi đó bộ trưởng của ấn độ đã tuyên bố sẽ tặng việt nam một tàu hộ vệ tên lửa lớp kipan để giúp việt nam tăng cường năng lực hàng hải đây cũng là hợp tác mới nhất của việt nam và ấn độ trong lĩnh vực quốc phòng cũng là một phần trong việc thực thi chính sách hướng về phía đông của ấn độ có dụng ý triển khai cạnh tranh với trung quốc ở khu vực biển đông hai nước Việt Nam và Ấn Độ hợp tác với nhau không phải lần đầu. Từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, đã luôn giữ quan hệ tốt, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Hai nước thường định kỳ có các giao lưu cấp cao, diễn tập quân sự chung, mua bán vũ khí, bồi dưỡng nhân viên để tăng cường lòng tin và năng lực quân sự của hai bên, có thể gọi là hợp cả với nhau. Nhưng việc Ấn Độ giúp Việt Nam cũng không phải chỉ vì họ khởi phát lòng tốt mà là có ý đồ chiến lược rõ ràng họ hy vọng rằng thông qua hỗ trợ việt nam sẽ làm tăng ảnh hưởng của họ ở châu á thái bình dương họ cũng cho rằng hoạt động của trung quốc ở biển đông sẽ tạo ra sự uy hiếp đối với lợi ích kinh tế và an ninh của họ họ cũng lo lắng trung quốc xây dựng căn cứ quân sự lớn mạnh ở biển đông thì tương lai sẽ ảnh hưởng đến ổn định và thế cân bằng ở ấn độ dương bởi thế ấn độ đề xuất chính sách hành động hướng về phía đông muốn lôi kéo các nước đông nam á Đặc biệt là các nước có ý kiến với Trung Quốc như Việt Nam. Dụng ý của Ấn Độ là xây dựng một liên minh chiến lược chống Trung Quốc. Ấn Độ không chỉ tặng tàu chiến cho Việt Nam mà còn muốn bán cho Việt Nam các vũ khí tiên tiến như tên lửa chống hạm siêu Pramod có tầm bắn 290 km, đồng thời còn giúp Việt Nam bồi dưỡng nhân viên chuyên nghiệp. Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Ấn Độ ở trong khối ASEAN, cũng là người bạn lớn nhất của Ấn Độ trong vấn đề biển Đông. Việt Nam hợp tác quốc phòng với Ấn Độ với mong muốn mượn sự hỗ trợ của Ấn Độ để nâng cao tiếng nói và sức mạnh của mình trong vấn đề Biển Đông, duy trì lợi ích và chủ quyền của bản thân. Việt Nam luôn nhìn hao háo như hổ đói vào vùng Biển Đông, đồng thời còn chiếm một bộ phận nhỏ. Họ cho rằng họ có chủ quyền với khu vực này. Việt Nam không thừa nhận quyền lịch sử của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng không chấp nhận chủ trương thông qua đối thoại và hiệp thương giữa Trung Quốc và khối ASEAN để giải quyết tranh chấp. Việt Nam phản đối hoạt động khảo sát và khai thác của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng phản đối việc Trung Quốc xây dựng các cơ sở dân sự và quân sự trên các đảo liên quan. Việt Nam còn nhiều lần xung đột với các tàu hải cảnh và tàu đánh cá của Trung Quốc, thậm chí sử dụng vũ lực để xua đuổi và quấy nhiễu tàu thuyền Trung Quốc. Để tăng cường năng lực và lòng tin của mình trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam đã tích cực tìm kiếm hợp tác quốc phòng với các nước như Ấn Độ, thu được nhiều sự hỗ trợ công nghệ và trang bị quân sự. Việt Nam hoan nghênh việc Ấn Độ tặng tàu chiến cho mình, đồng thời có ý mua thêm vũ khí của Ấn Độ. Việt Nam cũng hy vọng tăng cường hợp tác với Ấn Độ trong các lĩnh vực như bồi dưỡng nhân viên, nghiên cứu quốc phòng, liên doanh sản xuất, qua đó nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng của bản thân. Trung Quốc có lập trường rõ ràng và kiên định đối với hợp tác quốc phòng của Ấn Độ và Việt Nam, đó là kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào quyền lợi hợp pháp và chính đáng của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, kiên quyết duy trì chủ quyền và an ninh của Trung Quốc ở Biển Đông, kiên quyết bảo vệ an toàn toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc cho rằng vấn đề Biển Đông là một vấn đề tồn tại lịch sử, nên do các nước có liên quan trực tiếp thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị mà giải quyết, không nên để nước thứ ba nhúng tay vào hoặc can dự vào. Trung Quốc nhất quán chủ trương thông qua đối thoại hợp tác để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, thông qua cùng khai thác để thực hiện hai bên cùng có lợi, cùng thắng. Trung Quốc sẽ tiếp tục sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm quyền lợi chính đáng ở Biển Đông, duy trì an ninh và chủ quyền tại Biển Đông. Quý vị thân mến, trên đây là một bài viết trên mạng tin tức Baidu của Trung Quốc bình luận về thông tin Ấn Độ tặng tàu chiến cho Việt Nam. Các lập luận trong bài viết về quyền lịch sử của họ ở Biển Đông là những điều chúng ta không chấp nhận vì nó mơ hồ và vô căn cứ. Họ nói kiểu như vì tổ tiên của họ đã đánh cá ở đó, đã từng đi tàu thuyền qua đó, nên đó là vùng biển của họ. Đây là một lập luận đã bị cả thế giới cười nhạo. Quan điểm của Trung Quốc về cùng khai thác cũng là một mưu gian, bởi vì trong khi có yêu sách chồng lấn chưa phân định mà chấp nhận khai thác chung, thì cũng đồng nghĩa với việc gian tiếp tự thừa nhận cái vùng khai thác chung đó là vô chủ, là không phải của mình. Như vậy sẽ rất có hại về mặt danh nghĩa và pháp lý khi ra trước dư luận. Chưa kể rằng nếu khai thác chung Trung Quốc có ưu thế về công nghệ và tài chính, họ sẽ dễ chiếm lợi thế hơn, dồn phần thiệt thòi cho đối tác. Trở lại bài viết ở đây, tác giả có ý chơi chữ khi giật đít, ngầm so sánh giữa hợp tác của Việt Nam và Ấn Độ là rắn với chuột cùng hang. Hàm ý ở đây là trong hợp tác này, mỗi bên đều có mục đích riêng của mình. Về điều này, tất nhiên chúng ta cũng chấp nhận sự thực là như vậy. Hợp tác quốc tế rất hiếm khi là làm từ thiện thuần túy nếu sự hợp tác không mang lại lợi ích gì cho người ta, không ai hợp tác với chúng ta cả. Với Ấn Độ, lợi ích quan trọng nhất của họ là muốn kiềm chế Trung Quốc để giảm áp lực cho chính họ trong tranh chấp biên giới với Trung Quốc ở vùng Cao nguyên Tây Tạng. Chương trình hôm nay xin dừng tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.